với Hằng khi mà Hằng đến với cái công việc này. Hằng nghĩ là cái đó là cái duyên phận nó đưa Hằng đến với cái công việc. Vì trước đây Hằng không có thiện cảm lắm với showbiz. Hằng nghe rất là nhiều điều, Hằng cũng giống như bao nhiêu người khác nghe rất là nhiều, cho nên dẫn đến là mình có một cái sự dè chừng. Nhưng mà số phận đưa đẩy mình đã đến với danh hiệu Hoa hậu và bắt đầu cái công việc người mẫu cho đến ngày hôm nay. Thì Hằng nghĩ là biết đâu mình hướng nó đi theo hướng này, hướng đi hướng kia thì nó không hề đến. Phải để cho mọi thứ tự nhiên để dẫn mình đến một cái sự nghiệp khác, một cái cuộc sống mới. Hằng nghĩ nó cũng là một điều thú vị. Điều đầu tiên của một con người đó là cái niềm đam mê và sự yêu thích. Khi mà mình được thỏa mãn với cái sự yêu thích đó, có thể đối với người ngoài người ta nhìn vào nó không phải là thành công nhất, nhưng mà đối với bản thân mình cảm thấy vui và mình cảm thấy là mình được sống với cái những ước mơ của mình, Hằng nghĩ đó là cái thành công. Còn sống thì mình cũng phải hơi thực tế một chút, mình biết mình đang đứng ở đâu để mình có một sự phấn đấu, để có một sự thành công nhất định trong một cái tổng thể của cái công việc của mình. Hằng nghĩ là mình may mắn khi mà được trưởng thành trong một cái khu lao động, vì ở đó nó tạo cho Hằng nhiều cái suy nghĩ, cho Hằng nhiều hành trang để mà khi mà bước vào một cái xã hội tự lập bản thân thì mình có những cái đề kháng để chống lại những cái nào mình cảm giác là nó không tốt cho mình. Đó là cái sự hơi đàn ông một tí, hơi lố cá một tí, hơi bướng bỉnh một chút. Nói chung ở trong con người mình có rất là nhiều tính cách, thì Hằng nghĩ với một cái tính cách đó là sẽ thích ứng phù hợp với cái từng trường hợp mà mình nên ứng xử. Và mình biết cái trường hợp nào là mình nên phát huy cái tính cách nào là tốt nhất, và hạn chế cái nào, tính cách nào mình nên được bộc lộ. Hồi bé Hằng hay chơi với con trai thôi, Hằng không có chơi với những cái bạn gái ở trong xóm của mình. Vì Hằng nghĩ là những cái người con trai họ có tính cách rất là mạnh, rất là nhanh, thì Hằng thích chơi với họ, và đặc biệt là không có gì mè nheo, không có gì hơi mít ướt một chút. Bản chất của Hằng là thích cái gì mà mạnh mẽ. Mấy đứa trẻ cho thấy Hằng đi về học về, rồi chị Hằng về, chị Hằng về, rồi xúm nhau mua cầu rồi đưa cho chị Hằng đá. Đầu tiên là Hằng xin gia nhập với đám bạn con trai, nhưng mà sau đó không hiểu sao hoàn cảnh đưa đẩy hay tính cách như nào đó thì mình lại làm chùm trong cái nhóm đó. Bác cứ nghĩ là con gái bắt để mua cái trò chơi, mua cái gánh nhỏ nhỏ về gánh. Hằng đã quăng hết, Hằng không thích. Ủa sao mẹ chơi mua con gánh, con không thích chơi món đó. Cũng may là bé, cho dù nó còn bé nhưng mà bất cứ chơi trò chơi hay là có những cái hoạt động gì thì Hằng là một người rất là chừng mực. Hằng nghĩ là cái nào nên chơi và cái nào không nên chơi, vì biết là dễ mất công mẹ la thì mình cũng sợ ăn đòn lắm. Hồi bé có vẻ như là Hằng hơi bị cực đoan một chút, ghét cái gì thì cũng ghét lắm và thích cái gì cũng rất là thích lắm. Thì mình dẫn tới là mình ghét người ta, mình ghét dai, nhiều khi mình cũng muốn trả thù vậy đó. Nhưng mà Hằng nghĩ là nghĩ đi nghĩ lại mình thấy trả thù họ cũng không có lợi ích gì. Và cái thứ hai là mình làm như vậy thì mình cũng trở nên giống họ. Thì tốt nhất là việc ai nấy làm, mình sống tốt thì mình sẽ được những cái thành quả tốt thôi. Khi mà đi đá cầu á, mình được tập trung trong với rất là nhiều bạn bè, thì nó tập cho mình tính ý thức tập thể nhiều hơn, và mình biết quan tâm với bạn bè rồi nhiều hơn, được kết bạn rất là nhiều người. Lúc bé thì đã kiếm được tiền rồi. Khi nhỏ thì hồi cấp 2, cấp 3 tôi thấy Hằng là coi như là đông tiền học. Ủa sao mẹ thấy sao con không thấy em, con kêu mẹ đưa được đóng tiền học, đứa con có lương rồi mẹ ơi. Hằng kiếm được khoảng là 400 mấy chục ngàn, thì Hằng trích ra một nửa là chi tiêu, còn một nửa là Hằng mua vàng Hằng cất. Mỗi tháng mua cái 5 phân vàng, xong cất 5 phân vàng, cất để dành tiền. Hằng nghĩ là để vàng thì mình không bao giờ mình lỗ cả. Tôi còn nhớ Hằng đưa cho tôi tất cả là 12 chiếc khâu mà 5 phân 5 phân vậy. Ở đâu con nhiều thế? Thì con để dành. Nên nó rất là ngạc nhiên cho Hằng khi nhỏ. Cái may mắn của Hằng đó là gia đình Hằng để cho Hằng phát triển một cách tự nhiên. Những gì Hằng thích Hằng tự quyết định. Chính vì vậy mà nghĩ là
cái những cái thành công hoặc là những cái bước quyết định của Hằng á, nó chắc chắn và nó được hiệu quả tốt là cũng một phần hỗ trợ của gia đình. Ước mơ nhỏ của Hằng, Hằng nghĩ là lớn lên mình sẽ giống như bao nhiêu người là đến đậu đại học, xong rồi đi học đại học, yêu ai đó, lấy chồng và sinh con, một cuộc sống rất là đơn giản. Nhưng mà không ngờ một cái đùng cái năm 19 tuổi đậu hoa hậu và nó thay đổi bước ngoặt cuộc đời của mình. Khi lúc ban đầu thì nói đi thi hoa hậu, thì Hằng có về nói với tôi là mẹ ơi, kỳ này có người quen á, ta nói có đợt đi thi hoa hậu đó, mẹ ơi cho đi thi. Tôi mới nói là không đâu con ơi, vì thứ nhất là nhà mình không có nghệ thuật, thứ hai mình đâu có quen biết ai mà con vô cái nghề này làm sao con làm lại. Vậy thôi là Hằng đi. Hằng đi 2-3 bữa thì Hằng, mẹ cho con thử sức. Thì tôi mới nói thôi được, con cứ thử sức đi. Lúc đó Hằng thấy trội nhiều cô rồi, da trắng, mặt xinh xắn, còn mình thì rất là da ngâm. Mà mình nhìn vào kiến mình cũng không thấy gì, mình không thấy mình giống người ta, thì mình nghĩ là chắc mình cũng không có đẹp. Cho nên đi thi cái đó là một cái món quà lớn rồi. Không nói ai hàng xóm, tôi mới đi xuống chợ, tôi mua một cái bó hoa nhỏ nhỏ, tôi cầm, đi vào ngồi coi, quá sao thích kêu hoài không thấy tên con mình. Cái người bên cạnh nó nói, không kêu tên là con cô có trong giải cao á. Lúc đó là Hằng được vào top 10, các giải thưởng phụ ra được là có kết quả hết rồi. Thì còn lại trên sân khấu là 3 người. Cái anh Long Vũ đó mới đọc là hoa hậu là cái mình cũng bình thường, là người khác chắc chắn không phải là mình. Sao mình đậu hoa hậu được, đâu có đẹp đâu mà đậu hoa hậu. Thì tự nhiên cái lại gần mình xong nói là Thanh Hằng, cái chỗ lúc đó Hằng bị bất ngờ. Lúc đó người ta lại bắn pháo bông lên nữa, lúc đó Hằng gần như là xém nữa là té xuống sân khấu luôn đó. Hằng nghĩ cái hoa hậu là một cái cột mốc đầu tiên, một cái vị trí nó ổn định để khi mà Hằng diễn thời trang thì mình có một cái vị trí tốt. Nhưng vị trí đó để mà muốn tốt hơn mình phải có sự phấn đấu nữa. Nhiều người nói với tôi là Thanh Hằng có một cái gương mặt hơi kiểu hoa hậu và có một cái body kiểu người mẫu. Nhưng mà tôi nghĩ cái tính cách của Thanh Hằng ấy, thì nó hợp với cái người mẫu hơn. Cái sự khác nhau giữa hoa hậu và một người mẫu là rất là lớn. Nhưng mà Thanh Hằng là một gương mặt duy nhất, tôi có nghĩ có thể là duy nhất, mà từ hình ảnh của một hoa hậu cô chuyển sang hình ảnh của một người mẫu chuyên nghiệp rất là ngoạn mục. Hoa hậu thì không ai nói là nghề cả, nhưng mà người mẫu là nó là nghề. Tôi nghĩ là Thanh Hằng có tập trung cho nghề và biết quan tâm tới nghề và biết giữ gìn, cho nên là cái sự nghiệp người mẫu của cô nó phát triển và nó nối dài hơn.